chào quý khách đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ của cửa hàng Thành Hợp là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Nói gì chứ nhiều khi mấy anh ở Sóc Trăng đồ đó, Bạc Liêu rồi muốn lên mua máy cái nó tới Cần Thơ, nhưng mà từ Cần Thơ xuống em tới tiếng rưỡi đồng hồ luôn nha nè. Cho nên anh nào mà muốn tới chỗ cửa hàng mua thì mấy anh mua máy thì mấy anh phải alo trước rằng em hướng dẫn chỗ cho mình đi cho nó dễ dàng ha, để nhiều khi tới chỗ đi nửa đường các anh quay về cũng tội nghiệp mấy anh nữa. Rồi thì hôm nay có lên cho mình một lô máy cắt cỏ nhỏ nhỏ xinh xinh 15 máy nha. Trong đó là có 14 máy là cần cứng, còn một cây là cần mềm nha. Cho cần mềm thì chen vô cho mấy anh nào có nhu cầu mình đi đợi đi dốc rồi đó, cắt cỏ rồi trong ngõ ngách đồ đó thì mình lấy cần mềm ha. Thì mấy anh em lên ngoài có 2 thì cũng có một cây 4 thì nha, để cho anh em mình về cắt cỏ gia đình ha. Và sẵn mà cái này không có được, mất công luôn quá. Rồi máy hôm nay em lên là 1.1 triệu cây trở lên nha anh em, 1.1 triệu, 1.3 triệu, 1.4 triệu rồi ha, cho đến 3.5 triệu nha. Và hôm nay có lên cây máy còn nha, hôm nay máy dài quá trời hỏi máy bự ha, mà máy cái này nó không ít có về nữa đó, cho nên là lâu lâu săn được cái máy bự ha. Kawasaki TH34 tum lớn, bố lớn nha anh em, tum gề ha, ga bóp zin nữa nè, một cây tên Mitsu tên là 26 nha, ha, tum gề tum nhôm luôn. Này là kêu vít 26 25 ga bóp zin nha, có trợ lực nha, cái này rất đẹp nha nè. Thằng này cũng kêu vít nhiêu đây, 265G, có trợ lực ha, để chế hai kim nha. Tanaka 34cc nằm 36 ly, Robin 4 thì sang zin nhất zin, Magu Yanma 26cc 34 ly, và ga bóp zin được luôn ha. Rồi một cây đeo lưng, đeo lưng kêu vít 260 nha anh em, ha, có trợ lực nha. Gobin đầu chùa 253 kêu vít 250 đó. Tanaka ha. Rồi Magu Yanma 20cc nòng 30 ly, một cây Makita cốc 21cc ha, GOB chạy động cơ của Mitsu tên là 20, và cuối cùng là một cây Tanaka trực phía sau, bên em gọi là Tanaka trực sau giá mềm nha. Nói chung mấy cái động cơ này dễ, mấy anh chỉ việc là đổ xăng khoan nhớt vô thì mình bắt cỏ thôi nha nè, chứ không làm thêm gì đâu, bên em làm rồi hết trơn rồi nha nè. Rồi mấy anh chốt đơn thì liên hệ qua giùm em số điện thoại nè, 0913136620 nha. Đó, số này có Zalo ha, Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha, là Zalo của em. Rồi bên em nhận ship hàng toàn quốc ha, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận nha. Ví dụ như hàng đi mà miền Nam thì trong vòng 3 ngày, miền Trung trong vòng 5 ngày, miền Bắc trong vòng 7 ngày. Ở cái thời gian đó mà mấy anh không nhận được máy thì mấy anh điện cho em ha. Nắng tới rồi, hãy ủ mưa tới hãy ơi. Rồi kèm 6 món phụ tùng nè. Có chắn cỏ nè, ổ cước nè, ổ cước có dây cước cho mình luôn ha. Tiếp mở bugi nè, một sợi dây đeo, một cái lục giác 4, một cái đĩa dài ba tắc là đĩa mới ha, là tổng 6 món này đó. Còn mấy anh nào không lấy đĩa dài ổ cước thì mình đổi qua đĩa tròn ha, mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn ổ rồi đĩa dài, hoặc đĩa tròn ổ phát cước ha, thì bên em sẽ quán đổi theo yêu cầu của mình nha. Còn đĩa tròn này anh nào muốn lấy thêm cho chẳng 7 món thì thêm giùm em 50.000 nữa ha, thì bên em sẽ thêm theo yêu cầu của mình nha. Không ngày em bán cái này được nè anh em, làm như miền Trung miền Bắc đồ người ta vô vụ quá vậy, cắt cỏ ha, gom cỏ gom lúa nha, 100.000 một cái như thế này ha. Thì anh nào có nhu cầu sử dụng mà không biết cách ráp thì kết bạn Zalo em sẽ gửi cái clip cho mình ha, cách ráp cái gom cỏ như thế nào cho nó đúng cách nha. Nhớt hay thì anh em ơi, bán chạy bên shop em giả mang luôn. Một bình nhớt như thế này là 1 lít nha, 100.000 ha. Hầu như ngày nào khách chốt máy cũng chốt nhớt đều như thế này. Đó, và em sẽ hướng dẫn cho mình cách pha nhớt như thế nào để mình xài cho nó bền nè. Ha, 1 lít xăng, manh ra chợ mua giùm em 1 lít xăng. Pha giùm em 40 ml nhớt hai thì. Cái bình nhớt của em nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lường ha. Đó, 40 này pha cho 1 lít xăng, rồi xài bao nhiêu đổ cho bình xăng lớn bao nhiêu. Khi mà mấy anh pha như vậy thì máy nó chạy sẽ hơi ra khói, nhưng mà bù lại máy nó sẽ bền nha anh em. Bôi trơn bê tông không có bị hư đâu, em đảm bảo mấy anh luôn. Đừng có pha ít hơn nha. Rồi mấy anh khi mà mấy anh khởi động bóp pha thì mấy anh bóp lên đây ha, nhớt nó sẽ qua đây và xuống đây nha. Đó, mấy anh an tâm ha. Em hướng dẫn cửa hàng em là em cũng xài máy nhớt này luôn, cho nên là không có bị gì đâu. Rồi bây giờ em sẽ test nổ máy cho anh em xem tham khảo nè. Cây đầu tiên Tanaka, cây
chạy rất là bốc nha. À, hôm bữa em có lan cây như thế này khách chốt quá rồi, hôm nay em kiếm dòng Tanaka thứ gì về em lai lại ha. Anh nào chưa chốt thì mình tranh thủ chốt nha. Xem kênh chớ cho nhớ cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh nha anh em. Đó thì quay lại máy thì công suất máy này thì công suất 20cc, nồng nó 30 ly ha, nhưng mà phát cỏ gia đình được cho trâu cho bò ăn thì sao quá ok nha anh em. Đó chạy chế zin quanh pro le đỏ tự động nè, bình xăng lớn zin rồi ha. Máy này thì sẽ bị gãy hai cái miếng nhựa ở đây nha nè, tung rời ha, chụp giật nè, nằm ở đây ha, không tắt. Cái này chụp giật nó thì ăn trước sao thì cũng tiện lợi ha anh em, không có bắt tiện đâu, anh em có chốt đơn thì cứ an tâm nha, có chân trống luôn ha. Hãy đi theo máy là hai tay đôi ga giữ trắng cỏ đầu bò zin rồi nha, quy 1 30 ly 1.100.000 ha. Đó, bao ship phụ tùng đầy đủ cho mình nha. Rồi em sang cái thứ hai. Rồi, máy này là Ryobi ha, Ryobi mà chạy động cơ của Mitsubishi tan là 20 nha. Trọng lượng máy tầm 3 kg 3 kg rưỡi nha nè ha, không phải là quá nặng ha, rất là nhẹ nhàng. Chạy chế zin quanh pro le đỏ tự động nha. Máy này chạy le đỏ tự động im lắm, tức là sao khi mà mình khởi động máy thì mình bơm xăng là bóp chú xăng đó, mình đóng le ha rồi mình giật máy thì mấy anh không cần phải nhớ mở le mà mấy anh tự lên ga ở đằng cái bát ga đó, em nắm ở đây thì nó nhảy mở le cho mình ha, thế là nó kéo xăng lên và thông gió và chạy thôi đó, nó tiện lợi cho mình giống như nó cút ngắn với một cái bước nữa đó. Mấy cái thằng máy như thế này em anh thứ nhất là chạy rất là tiết kiệm xăng ha, và rất là bền luôn, cực kỳ bền. Mấy anh nào mà chưa xài thử động cái máy này thì mình mua về mình xài thử một cái động cơ như em giới thiệu ở đài máy này ha, thì im lắm anh em ơi. Lốc có dập bát in Japan nè đó. Rồi đi theo máy thì hai tay đôi lớn ra giữ trắng cỏ đầu bò đầu zin hết ha. Q2 nha, 30 ly 1.3 ha. Em bao ship phụ tùng đầy đủ nha. Rồi kế đến là Makita Cup nè. Makita. Cái máy này bán qua shop em cực kỳ chạy ha. Bởi vì em nhập số lượng cực kỳ nhiều những đề máy như thế này. Thứ nhất là nó vừa túi tiền, rẻ vừa túi tiền. Thứ hai là trọng lượng nó tầm 3 kg. Đó cho nên là khách rất là chuộng những đề máy này, phát cỏ gia đình đó anh em. Đó. Rồi công suất thì 21cc ha, mà mẫu màu xanh này nó đẹp nữa. Đó chạy chế zin luôn, bình xăng con zin mà cộng thêm cái nữa là lúc nào hầu như sở hữu cũng là chế le đỏ tự động ha. Đó, lên ra là nhảy mở le ha. Tâm liền tâm nhựa rất đẹp nha anh em, chữ Makita nhập nổi luôn này, giống như là Nhật nó quên xài rồi còn cái gì nữa, rất là đẹp ha. Rồi hai tay đôi ra giữ nè, trắng cỏ đầu bò zin rồi ha, lắp con còn không số có 1.3 cho nên dễ xài. Giá này là em bao ship phụ tùng đầy đủ rồi ha, mấy anh chốt thì Q3 dùm em nha. Rồi kế đến là Magu Yanma nè. Rồi Maru BC20 nồng 30 ly ha. Máy này là máy gia phát cỏ gia đình nha anh em. Đó, những cái đề máy như thế này thứ nhất là chạy rất là tiết kiệm xăng. Đó, cái thứ hai là ít hỏng quạt ha. Rồi anh nào thích lắp nhập Japan thì đây nha, bắt lên Japan ha. Em chỉ vậy thôi, nhiều khi qua màn hình điện thoại mấy anh nhìn không rõ thì mấy anh có chốt đơn tới chỗ thì mình kiểm tra hàng đó, thì mình cứ coi anh em ha. Đó, cứ coi không có cho hoàn đơn luôn. Đó. Chạy chế bình xăng con zin quanh rồ ha, quanh rồ nó sẽ dập ở dưới đây,
tôm nhôm, tôm gầy, ốc bảy màu rồi luôn ha. Hai ta đôi ra dữ nha, trắng cỏ đầu bò chim ha. Quy 4 30 ly 1,4 triệu nha. 1,4 triệu ha. Rồi. Tanaka. Cái lô này sở hữu chế lại đó tự động nhiều dữ. Đó, Tanaka 24cc nồng 32 ly ha. Cái ưu điểm đầu tiên của thằng này là nó có trợ lực nha. Đó, có trợ lực. Mẫu mã thì đẹp ha nè, hình thức rất là đẹp. Rồi, cái ưu điểm thứ hai là chạy chế zin One Pro này đổ tự động cho mình rồi luôn nha. Cái này lên ga nó sẽ tự nhảy. Tim nhôm nha anh em, ha, ưu việt rồi đó. Đẹp rất là đẹp nha. Sắc ha. Tim nhôm, tim liền. Rồi, hai ta đôi ga giữ ha, công tắc trên ghi đông luôn nha. Nè, khi mình bấm chế độ tắt nó sẽ nhảy về chế độ mở luôn. Trắng cỏ đầu bò đồ zin hết ha. Trắng cỏ áo và tông sẹp tông. Rồi Q5 32 ly 1,4 triệu nha anh em. Rồi. Qgit 250. Năm không nồng 33 ly ha. Cái chụp giật cái cảm giác giống như xả cò vậy đó nè. Chứ mình kéo con dây ra cái mình cảm thấy nó ủa nó vuột con chó hay gì không có nha. Tại cái loại nó là như vậy đó. Cái này thì bên em có lên chế hai kim chế mới rồi nha. Máy này thì zin hết, chỉ có cái chế này chế mới thôi. Bình xăng lớn đồ zin ha, áo vô đồ còn rất nhung. Không sơn phết gì lại luôn nha anh em. Tum gầy tum nhôm ha. Con tắc nó sẽ thọt sở hữu nằm ở đây. Tum gầy tum nhôm. Rồi hai ta đôi ra giữ ha, trắng cỏ đầu bò zin hết nha nè, 1,5 triệu nha. Đó, máy này chạy rất là trâu nha nè. Phát cỏ thì cỏ keo, cỏ cứng, cỏ bự, cỏ to gì nó phát đứt hết, cỏ nhỏ thì mình phát nửa ra thôi. Cỏ lớn mà cỏ dai thì mình phát hết ra ha. Rồi ngoài ra thì mình có thể gắn tu hết bơm nước được nha, công rất là xa ha nè. Đỡ mất công đi xách đi bưng, đó, nó mệt thôi. Rồi, Q6 1,5 triệu ha, rồi em tới Q7 nữa nè. Cái cọng dây giật nó là có cái miếng này ha. Giữ cho sợi dây giật mình ít bị mòn. Nó hay như vậy. Này nồng 34 ly luôn nha anh em. Ha, bên em gọi là Godwin Rubin đầu chùa nha. Rubin đầu chùa. À, cái cổ bên xăng nó quay lên như thế này thì mấy anh phát cỏ dễ dàng. Không lắc qua lắc lại sợ đổ gì ha. Cái này thì chạy chế zin quanh pro luôn nha anh em ha. À, mấy cái máy này anh em nó đổ bê tông dày lắm. Mấy anh phát về đem bồi bảo đảm cho mấy anh cực kỳ là bền. Lại xăng nữa ha, và phát máy nó chạy khỏe nữa. Máy chạy khỏe thì mình sẽ ít mệt hơn, phát nó nhanh hơn ha. Đó. Tum nhôm nha. Không tắt nóng đây. Rồi hai ta đôi ra giữ đồ đầu bò zin rồi ha. Q7 34 ly 1,5 triệu nha anh em, 1,500,000 ha. Đó. Rồi hái ra giật đi.
Maru Yanma 260 nồng 34 ly ha. Đẹp quá trời đẹp anh em ơi, áo đẹp xuất sắc luôn ha. Chạy chế Vin One Pro luôn nha. Công tắc máy nằm bên đây ha. Áo rất là đẹp nha, cái tem này mà còn nguyên tấm liền tấm nhựa ha. Rồi lóc dập mắt in Japan ha. Trắng sáng đẹp, giá mày. Hai ta đôi ga bóp Vin nha em. Đầu bò Vin ha. Rồi quy 8 34 ly 1.900.000 đồng ha. 1.900.000 đồng. Rồi. Robin 4 thì. Em ơi, ai thích không thích pha xăng với nhớt thì đây ha. Xăng riêng nhớt riêng ngay nhớt 4 thì nha. Rubin 250 đồng 34 ly made in Japan nè anh em thấy không? Hình thức máy còn đẹp ha. Máy chạy ổn định nha, guarantee cực kỳ là đều nha anh em. Gia cuối rất là ngọt ngào ha. Đó, chạy cái Vin One Pro luôn nha. Gan gan ha đây. Nhôm nghe nè. Cái chân chống rồi luôn. Bỏ đỡ xăng là ok ha. Rồi máy này thì nó sở hữu ga hai chế độ nha nè, ga bóp nè, ga giữ thì mình buộc cái này lại thành ga giữ nha. Đầu bò Vin, đầu bò có chén chống hoàn đầu ốc luôn ha. Rồi mấy anh chốt thì quy chính giùm em 34 ly 1.900.000 nha nè, quá rẻ, 1.900.000. Này thì công suất nó 34cc, nồng nó 36 ly nha. Cái ưu điểm đầu tiên của người ta Tanaka này là nó có trợ lực nha nè. Máy này thì từ 5kg quay về ha, chứ không quá nặng đâu nha. Đó, tại nó đổ lớp nhựa là như vậy mà. Đó, chạy chế Vin One Pro luôn nha. Mình xăng lớp rồi Vin nữa nè. Có đế bợ đỡ mình xăng rồi lóc máy dập Japan rồi ha. Tấm liền tấm nhựa nha, không tắt. Rồi, ok luôn. Đó, đó trắng cỏ đầu bò Vin đồ ha. Láp còn thông số anh em thấy không? Có đẹp 34cc. Rồi mấy anh chốt thì quy 10 dùm em nha, 36 ly 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Rồi cái đến là Qgit 2650G nha. Để đem thợ rồi. Qgit 265G ha, xài tinh nhôm nha, tinh liền. Cái này không ăn luôn hả? Có trợ lực nha anh em. Có trợ lực ha. Chạy chế hai kim nha.
đó, chạy chế hai kim, bánh này rất là xịn sò nha. Ghim ha. Q11 nha anh em, 2.1 triệu ha. Mấy anh chốt thì Q11 giùm em 2.100.000 đồng. Patuli nha, 26cc ha. Rồi cái đó là cũng kêu vít luôn. Đầy mới nha anh em, có trợ lực ha, chạy chế ngang ngang nha, bình xăng lớn, máy này thức đẹp lắm nha nè, em mà còn không gà, em bán máy này chạy lắm, chạy luôn, nó đắt lắm, mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ này nè ha, bãi rồi luôn, tôm nhôm nha anh em, tôm liền ha, nó xịn sò, lúc nào cái tôm nó cũng có cái áo, bây giờ cái tôm eco ha, hai tay đôi ra bớt công tắc trên ghi đông nha, trắng cỏ đầu bò ghim ha. Có bộ tỏa nhiệt rồi đó. Q12 nha anh em, 3 tư ly, 2.1 triệu nha. Rồi biết xu tên là 26 nè. Mitsubishi tên là 26 nòng 33 ly nha anh em. Chạy chế hai kim quanh bờ rồ ha. Anh nhìn giùm em lốc máy đẹp lắm nha nè, sáng ha. Sơn lớn zin. Đây này thì lốc có giặt da ban ha, nó sơn zin rồi nha anh em. Đó, tim chống rồi. Tim nhôm tim gà 260 ha. À, đi theo máy là hai tay đôi ra giữ đầu bò zin ha, mấy cái máy này vậy mấy anh đấu xịt thuốc cắt cỏ là ok hết nha. Q13 2.5 triệu nha anh, 2.5 triệu. Kawasaki. Ừ. Công suất 34cc. Nòng nó 36 ly nha anh em. Máy này máy lớn, máy khỏe nha. Ha. Anh nào kiếm máy mà mình làm mà dạng như rất là nhiều về nông nghiệp ha. À, phát chuyên nghiệp phát tối ngày đó. À, một năm phát 12 tháng đó thì đây. Đó. Sẽ hỗ chế hai kim luôn nha. Bình xăng lớn màu zin nè. Lốc giặt mắt in Japan rồi ha. Lũ này chính hãng, tôm lớn bố lớn rồi nha nè, 34cc, hai tay đôi ga bóp zin tắt mở nè, trắng cỏ đầu vòi zin ha. Q14 3.5 triệu nha anh ơi. Cái cuối cùng chiều kia bà nội dẫn này mua đi.
cảm ơn nha, có chờ lực ha. Chị chế với tâm ga, cái bình xăng lớn nó chế hơn nửa lít nha nè, bình bự đó. Tôm nhôm tôm gời ha, nước mát còn đẹp nha. Rồi cái dây ga giữ nè, công tắc nè, tay cầm rồi tay cầm nè đó. Chán cỏ đầu bò zin cho mình ha. Cái này là quy 15 nha, 1.8 nha nè. Có số thứ tự được quy 15 giùm em. Rồi bây giờ anh em ủng hộ kênh nào, ủng hộ máy thì quan tâm thì alo ha. 0913 136620. Rồi em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.